Quý vị thân mến, ngoại tình thường xảy ra ở nam giới do tính cách phóng khoáng và thoải mái. Hơn nữa, trong quan niệm của người Á Đông, đàn ông có nhiều quyền lợi hơn so với phụ nữ. Việc một người đàn ông có các mối quan hệ ở bên ngoài đôi khi được chấp nhận một cách dễ dàng. Trong khi đó, phụ nữ bị gò bó bởi nhiều chuẩn mực đạo đức và yêu cầu khắt khe từ xã hội. Dù vậy, ngoại tình vẫn có thể xảy ra ở phụ nữ. Khác với suy nghĩ của nhiều người, phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc, chồng giỏi giang và hết mực quan tâm vẫn có thể có mối quan hệ ngoài luồng. Không giống với nam giới, phụ nữ thường sẽ có mối quan hệ bên ngoài khi không còn tình cảm với chồng. Trong khi đó, đàn ông có thể ngoại tình chỉ vì muốn tìm một cảm giác mới mẻ và khác lạ. Chính vì vậy, phụ nữ ngoại tình sẽ có những biểu hiện khá rõ rệt. Nếu tình ý, bạn có thể phát hiện bạn đời đang ở trong một mối quan hệ mờ ám. Thứ nhất, thường xuyên ra ngoài hơn trước. Dấu hiệu đầu tiên bạn có thể nhận thấy ở phụ nữ ngoại tình là dành nhiều thời gian ra ngoài hơn trước. Nếu như trước đây bạn đời chủ yếu ở nhà và chăm sóc gia đình, thì khi có mối quan hệ khác, cô ấy sẽ ít ở nhà hơn và dành nhiều thời gian để gặp gỡ, vui chơi cùng với bạn bè. Thực tế, dù đã kết hôn, cả hai vẫn nên có không gian riêng và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lơ là nếu vợ dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Phụ nữ ngoại tình luôn tìm lý do để ra ngoài. Ban đầu, họ có thể lấy lý do là gặp gỡ bạn bè, tăng ca, gặp gỡ đối tác, khách hàng hoặc đi mua sắm. Ngoài ra, cô ấy cũng có thể lấy lý do đi công tác để rời khỏi nhà trong khoảng vài ngày. Tần suất đi công tác sẽ trở nên dày đặc đến mức bất thường. Nếu nhận thấy các dấu hiệu này, bạn nên xem xét thêm một số dấu hiệu khác lạ để xác định liệu bạn đời có đang ngoại tình hay không. Thứ hai, sử dụng điện thoại thường xuyên. Một dấu hiệu khác thường thấy ở người phụ nữ ngoại tình là sử dụng điện thoại thường xuyên hơn. Họ sẽ dành nhiều thời gian để nhắn tin, trò chuyện với nhân tình qua các nền tảng mạng xã hội. Để tránh bị phát hiện, phụ nữ có thể lập nhiều tài khoản và luôn luôn xóa lịch sử cuộc gọi, hộp thoại tin nhắn và lịch sử tìm kiếm. So với đàn ông, phụ nữ thường cẩn trọng hơn nên rất khó phát hiện các dấu vết trên điện thoại của họ. Tuy nhiên, bạn có thể dựa vào một số dấu hiệu như bạn đời quá chú tâm vào điện thoại, tâm trạng vui vẻ, phấn khích khi nhắn tin, gọi điện. Ngoài ra, họ cũng có thể phản ứng bất ngờ, hoảng hốt khi bạn vô tình lại gần khi họ đang sử dụng điện thoại. Phản ứng này vô tình tố cáo hành vi mờ ám của bạn đời. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại thường xuyên chưa đủ để khẳng định điều gì. Do đó, bạn nên tránh nóng vội mà dẫn đến mâu thuẫn, gây gổ khiến cho cuộc sống hôn nhân bị sứt mẻ. Nếu sự nghi ngờ vẫn tiếp diễn, bạn nên theo dõi thêm một số biểu hiện khác để đưa ra phán đoán chính xác hơn. Thứ ba, ít quan tâm và chăm sóc gia đình. Thông thường, đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn và tìm cảm giác mới lạ trong chuyện giường chiếu. Trong khi đó, phụ nữ chỉ ngoại tình khi đã hết tình cảm với chồng. Cuộc sống hôn nhân nguội lạnh thôi thúc họ tìm kiếm một bờ vai khác để có thể dựa dẫm và yêu thương. Khi phụ nữ ngoại tình, sự quan tâm của họ dành cho gia đình sẽ ít đi. Nếu như trước đây, họ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ, thì khi có mối quan hệ mới, phụ nữ sẽ lơ là chồng con và sao nhãng việc nhà. Những bữa ăn gia đình ngày càng thưa thớt với những lý do như bận công việc, công tác hay gặp gỡ bạn bè. Một số phụ nữ vẫn duy trì được thói quen chăm sóc gia đình khi có nhân tình. Tuy nhiên, nếu tinh ý, bạn có thể cảm nhận được sự hời hợt và vô tâm của cô ấy qua những lời nói và hành động. Khi ngoại tình, phụ nữ sẽ chìm đắm trong tình yêu mà quên mất mọi thứ. Vì vậy, họ cũng sẽ không toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái. Thay vì trực tiếp nấu nướng, họ có thể yêu cầu gia đình ra ngoài ăn hoặc đặt đồ ăn về nhà. Họ cũng không dành nhiều thời gian ở bên cạnh để hỗ trợ con cái học tập. Sự hời hợt và sao nhãng trong vấn đề chăm sóc gia đình là một biểu hiện rõ ràng nhất cho việc phụ nữ đang ngoại tình. Thứ tư, chăm chút ngoại hình là dấu hiệu nhận biết phụ nữ muốn ngoại tình. Sau khi bước vào một cuộc sống hôn nhân, phụ nữ rất ít khi quan tâm đến ngoại hình do quá bận rộn và không có thời gian dành cho bản thân. Tuy nhiên, khi có nhân tình, họ sẽ bắt đầu chú ý đến ngoại hình và chăm chút để bản thân đẹp hơn từng ngày.
bạn có thể dễ dàng nhận thấy bạn đời của mình mua nhiều quần áo mới, đầu tư mỹ phẩm và dành nhiều thời gian chăm sóc da. Ngoài ra, bạn đời còn thường xuyên đến spa để làm đẹp và thư giãn thay vì dành thời gian bên cạnh chồng con. Yêu bản thân là điều phụ nữ nên làm. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột có thể là những dấu hiệu cho thấy bạn đời đang ngoại tình. Bởi khi yêu, phụ nữ luôn muốn bản thân trở nên xinh đẹp và hấp dẫn trong mắt đối phương. Do đó, khi có người thứ ba, phụ nữ thường quan tâm hơn đến ngoại hình và không để cho bản thân ăn mặc thoải mái, thiếu gọn gàng như trước. Khi nhận thấy vợ chăm chút cho ngoại hình, bạn không nên quy chụp cô ấy đang có người khác, bởi một số người chỉ đơn giản là muốn thay đổi mình để trở nên đẹp hơn trong mắt chồng con. Trước khi đi đến kết luận, bạn nên quan sát thêm một số dấu hiệu khác. Thứ 5. Lúng túng khi trả lời các câu hỏi là dấu hiệu nhận biết phụ nữ ngoại tình. Khi nhận thấy sự thay đổi của vợ, phản ứng chung của người chồng là đặt ra câu hỏi. Khi nhận được câu hỏi của chồng về những thay đổi của bản thân hay tại sao ra ngoài quá nhiều và ít chăm sóc gia đình, phụ nữ ngoại tình thường rơi vào trạng thái lúng túng và ấp úng. Khi làm điều gì có lỗi, phản ứng này sẽ tố cáo hành vi không đúng đắn. Vì vậy, nếu nhận thấy vợ trở nên ấp úng và căng thẳng, bạn nên đặt ra nghi vấn. Bởi nếu không có gì mờ ám, họ sẽ đối mặt với các câu hỏi từ bạn một cách bình tĩnh và thoải mái. Phụ nữ thường sẽ cẩn trọng hơn so với đàn ông nên một số người sẽ chuẩn bị sẵn kịch bản khi chồng đặt câu hỏi. Tuy nhiên, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, lời nói dối cũng không thể tự nhiên như một lời nói thành thật. Khi nói dối, họ thường sẽ né tránh ánh mắt của bạn và giải thích quá chi tiết sẽ không thể để cho bạn chỉ đặt ra những câu hỏi thông thường. Chẳng hạn như khi bạn hỏi rằng tại sao cô ấy về muộn, thay vì trả lời đơn giản là tăng ca hay gặp gỡ bạn bè, cô ấy thường giải thích một cách chi tiết để thuyết phục bạn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị kỹ lúc này sẽ cho lời nói của họ một cách thiếu sự tự tin và vô tình tố cáo hành vi mờ ám. Thứ 6. Chú ý đến thời gian biểu của chồng. Để thuận tiện gặp gỡ nhân tình, phụ nữ ngoại tình sẽ quan tâm đến thời gian biểu của chồng. Điều này sẽ không có gì bất thường nếu từ trước đến nay cô ấy quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của bạn. Thông thường, phụ nữ chỉ quan tâm đến giờ vào làm và tan làm của chồng để thuận tiện chuẩn bị cơm nước. Tuy nhiên, khi ngoại tình, bạn đời có thể hỏi han kỹ lưỡng về kế hoạch của bạn vào cuối tuần hoặc vào những ngày rảnh rỗi. Khi nắm rõ thời gian biểu của bạn, cô ấy có thể dễ dàng gặp gỡ nhân tình mà không lo ngại bị phát hiện. Thứ 7. Có mùi hương lạ trên cơ thể. Phụ nữ ngoại tình thường có mùi hương lạ trên cơ thể, chính là mùi nước hoa của nhân tình. Ngoài nước hoa, cơ thể của cô ấy cũng có thể có mùi rượu hoặc thuốc lá. Đây được cho là một trong những cách đơn giản để giúp nhận biết phụ nữ muốn ngoại tình. Nếu nhận thấy vợ có mùi lạ, bạn có thể đặt câu hỏi về sự thay đổi này. Trong trường hợp vợ của bạn không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, việc nghi ngờ bạn đời không chung thủy là hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, bạn nên quan sát thêm và tránh quy chụp khi chưa đủ bằng chứng. Tuy nhiên, phụ nữ thường kỹ tính và cẩn trọng. Họ có thể che giấu hành vi này một cách tinh vi. Sau những lần ân ái với nhân tình, họ thường sẽ tắm rửa sạch sẽ và sử dụng sữa tắm quen thuộc để che giấu mùi hương của nhân tình. Thứ 8. Hay giải thích cho những thay đổi của bản thân. Phụ nữ ngoại tình thường có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình, chăm sóc nhiều hơn cho bản thân và ít dành thời gian ở nhà. Sự thay đổi đột ngột này có thể khiến chồng và con cái đặt ra câu hỏi. Để trấn an mọi người, phụ nữ ngoại tình luôn giải thích cho những thay đổi của bản thân. Họ có thể lấy lý do là bản thân đã dành nhiều thời gian cho gia đình và hy sinh. Nhưng đây là khoảng thời gian họ phải chăm sóc, yêu thương bản thân và trải nghiệm cuộc sống. Ngoài ra, cũng có người lấy lý do muốn tập trung phát triển sự nghiệp sau thời gian dài đã tập trung cho gia đình mình. Thứ 9. Bỏ đói chồng. Đàn ông ngoại tình thường vẫn trả bài đều đặn. Ngược lại, phụ nữ ngoại tình sẽ bỏ đói chồng khi có mối quan hệ ngoài luồng. Lý do là bởi vì phụ nữ chỉ có nhân tình, không còn tình cảm với chồng và đa phần phụ nữ chỉ có thể gần gũi với người mà mình yêu. Trong khi đó, đàn ông rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Tình dục là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, khi phụ nữ ngoại tình, cô ấy sẽ liên tục từ chối bạn và lấy lý do là bản thân mệt mỏi, không thoải mái, stress, căng thẳng với công việc. Để tránh bị nghi ngờ, cô ấy có thể miễn cưỡng gần gũi nhưng tần suất sẽ giảm đi đáng kể so với trước đây.
Thứ 10, dấu hiệu nhận biết phụ nữ muốn ngoại tình qua chuyện ấy. Ngoài việc bỏ đói chồng, phụ nữ ngoại tình cũng sẽ có những thay đổi khi ân ái. Nếu có một mối quan hệ ngoài luồng, ham muốn tình dục đã được giải tỏa, nên khi gần gũi với chồng, họ không thực sự cuồng nhiệt như trước. Nếu tinh ý, các ông chồng có thể phát hiện vợ chỉ ân ái theo thói quen, ít giao tiếp khi quan hệ và không ôm ấp hay có những hành động thân mật sau khi ân ái. Tuy nhiên, một số nữ giới sẽ có những thay đổi khác hẳn khi ngoại tình. Nhiều người thú nhận bản thân tăng ham muốn và sự phấn khích khi có một mối quan hệ ngoài luồng. Vì vậy, khi ân ái với chồng, họ thường chủ động và thành thạo hơn trước. Sự thay đổi trong chuyện giường chiếu khiến họ chinh phục được cả nhân tình và bạn đời. 11. Phụ nữ ngoại tình thường ít chia sẻ với bạn đời. Phụ nữ thường chỉ ngoại tình khi không còn tình cảm với bạn đời, do đó họ sẽ ít chia sẻ với chồng những vấn đề trong cuộc sống và cũng ít dành thời gian để bàn bạc cho những dự định tương lai. Khi cô ấy không còn chia sẻ và tâm sự, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tình cảm của cả hai đang đi đến bờ vực. Cuộc sống hôn nhân cần rất nhiều yếu tố, trong đó sự chia sẻ và thấu hiểu là điều không thể thiếu. Khi vợ chồng lạnh nhạt và ít chia sẻ cùng nhau những vấn đề trong cuộc sống là thời điểm cả hai nên nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này. Nếu không có giải pháp cứu vãn, mối quan hệ sẽ đi đến kết thúc dù có người thứ ba hay không. 12. Liên tục phàn nàn về người chồng. Khi có một mối quan hệ mới, phụ nữ có thể than vãn và phàn nàn nhiều hơn về chồng của mình. Sống chung với người chồng quá lâu khiến họ cảm thấy mệt mỏi với những tật xấu của bạn đời. Vì vậy, họ có thể tìm kiếm một đối tượng hoàn hảo hơn. Nhân tình thường là người có ngoại hình ưa nhìn, tính cách khéo léo và biết quan tâm chiều chuộng. Khi đã được yêu thương và chăm sóc chu đáo, phụ nữ thường sẽ chú ý hơn những khuyết điểm của chồng. Do đó, họ sẽ không ngừng phàn nàn về chồng mình và cuộc sống hôn nhân. Một khi đã thay lòng, họ sẽ không còn sự cảm thông và thay vì nhẫn nhịn, họ sẽ liên tục phàn nàn, yêu cầu chồng phải thay đổi. Điều này khiến cho mâu thuẫn gia đình tăng lên, cuộc sống vợ chồng liên tục xích mích và xung đột. Khi đối mặt với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ sẽ chạy đến bên nhân tình để được ủi an và yêu thương. Trái ngược với người chồng có nhiều khuyết điểm, ở bên cạnh nhân tình khiến cô ấy sẽ cảm thấy được trân trọng. Vì vậy, khi quay trở về nhà, phụ nữ ngoại tình thường cáu gắt, vô lý và bất mãn. 13. Khó khăn khi liên lạc với cô ấy. Phụ nữ ngoại tình sẽ dành nhiều thời gian cho người thứ ba. Khi ở bên cạnh nhân tình, cô ấy thường sẽ tắt điện thoại để không có những cái gì phiền lòng với mình. Có một không gian riêng tư, bạn sẽ khó liên lạc cho bạn đời nếu họ đang có một mối quan hệ ngoài luồng. Thông thường, họ sẽ để bạn đợi rất lâu trước khi nhấc máy, hoặc có thể phải gọi lại nhiều lần mới có thể liên lạc được. Khi nghe máy, cô ấy có thể bực dọc và cáu kỉnh vì bị làm phiền. Một số người có phản ứng lúng túng vì lo sợ bị bắt quả tang. Khi bạn đặt câu hỏi vì sao cô ấy nghe máy chậm, họ sẽ tìm nhiều lý do để giải thích cho hành vi này của mình. 14. Xem xét khả năng ngoại tình. Ngoài những dấu hiệu nhận biết phụ nữ ngoại tình, bạn cũng cần xem xét các yếu tố gia tăng tỷ lệ ngoại tình như hai vợ chồng kết hôn do sự sắp xếp của gia đình, chênh lệch tuổi tác quá lớn, bản thân bạn thường xuyên đi công tác, khiến vợ phải sống một mình trong một thời gian dài. Ngoài ra, nếu không hòa hợp trong chuyện chăn gối, phụ nữ cũng có thể ngoại tình để thỏa mãn ham muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên phán đoán đối tượng mà vợ đang ngoại tình. Thông thường, một số người có thể vô thức nhắc đến nhân tình. Vì vậy, hãy đặt ra nghi ngờ nếu bạn thấy cô ấy kể rất nhiều về đồng nghiệp, về sếp, người yêu cũ hoặc bạn bè. Nếu nghi ngờ vợ ngoại tình, bạn nên sâu chuỗi tất cả những dấu hiệu bất thường để đưa ra những phán đoán chính xác. Như đã đề cập, những thay đổi ở phụ nữ có thể do họ đang học cách yêu bản thân sau một thời gian dài hy sinh và chăm sóc cho gia đình. Vì vậy, hãy nhìn nhận một cách khách quan để tránh ghen tuông thái quá. Sau khi đã sâu chuỗi những dấu hiệu bất thường, hãy bắt đầu phân tích lý do vợ mình ngoại tình và ngoại tình với ai. Ngoài ra, bạn cũng nên đánh giá lại bản thân bởi một số phụ nữ ngoại tình để trả đũa tính lăng nhăng và trăng hoa của chồng. Để có những bằng chứng xác thực, bạn có thể hỏi đồng nghiệp hoặc bạn bè về lịch công tác hay làm việc của vợ. Tuy nhiên, hãy cố gắng tự nhiên nhất khi trò chuyện để tránh sự nghi ngờ. Bởi việc tra hỏi về bạn đời sẽ khiến những người xung quanh đặt nghi vấn về cuộc sống hôn nhân của hai người và đôi khi sẽ gây ra những lời đồn thổi không hay. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi.
quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.